Đây là một nô lệ trong thế giới động vật. Con linh dương Impala non này mới bị báo săn mẹ bắt được. Đứa nhỏ bất hạnh phải làm một công việc của phận tôi tớ, đó là tập cho đám báo săn con cách đi săn. Khi nó mệt thì nó dừng lại nghỉ thở một lát. Khỏe rồi thì lại chạy hết tốc lực để anh em báo săn dí theo học cách săn bắt. Đứng từ xa quan sát là mẹ báo săn. Những mánh khóe như khuèo hất ngã con mồi được truyền đạt một cách nhanh chóng. Với kẻ săn mồi, nó chẳng khác gì là một đường lối giáo dục sơ khai. Nhưng với con mồi, đó là nô lệ đọa đầy khổ đau. Thế giới loài người đã trải qua chế độ nô lệ. Ở đó, tù binh được nuôi dưỡng thành các võ sĩ giác đấu để mua vui cho giới quý tộc. Với chú linh dương non này, nó đúng nghĩa là một tù binh. Mạng sống của nó giờ nằm trong tay của nhà báo săn. Đất trời rộng lớn nhưng nó không thể đi đâu được cả, vì sự tự do của nó đã bị tước đoạt. Ngay cả việc gầm, tha con mồi cũng phải học. Bởi những con báo săn sắp tách khỏi mẹ, chúng phải tự lập nơi hoang dã khắc nghiệt. Chúng cần phải trau dồi kỹ năng sinh tồn càng nhiều càng tốt. Buổi học bị gián đoạn bởi một con khỉ đầu chó đực. Tránh xa kẻ hung hãn này cũng đã được mẹ chống dậy. Chỉ có hai thế lực là báo hoa mai và sư tử mới đủ sức để đối đầu và săn bắt khỉ đầu chó. Còn báo săn nhà chúng rõ ràng không có cửa với khỉ đầu chó. Nhưng sự xuất hiện của con khỉ đầu chó lại dẫn ra một câu chuyện mới. Từ xa xăm, hình bóng linh dương mẹ vẫn đứng nhìn về phía đứa con tội nghiệp của mình. Nó lẳng vẳng gần khu vực này từ lúc con nó bị báo săn mẹ bắt được cho đến giờ. Đó là vì nó nhận thấy đứa con của mình vẫn còn sống. Mỗi lần thấy linh dương con chạy như thế này thì nó lại nuôi hy vọng linh dương con sẽ chạy về với mình. Một cái gì đó rất khó diễn tả. Nhưng rồi nó sẽ rời đi sớm thôi. Vì khỉ đầu chó đến đây là để tìm một bữa thịt linh dương non.